8. Kinh Đại Vương Quảng Vật Hoa Nghiêm, quyển 29, phẩm 25. Bồ Tát Tâm Vương hỏi về A Tăng Kỳ. Bấy giờ Bồ Tát Tâm Vương bạch Đức Phật: Thưa Thế Tôn, gọi là A Tăng Kỳ, chẳng thể lường, giới hạn bao trùm khắp, chẳng thể tính, chẳng thể đo lường, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nói, chẳng thể nói. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là A Tăng Kỳ cho đến chẳng thể nói, chẳng thể nói? Đức Phật bảo Bồ Tát Tâm Vương: hay thay, này Tiện Nam, vì lợi ích của chúng sinh nên ông mới hỏi Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác về ý nghĩa cảnh giới Phật trí tâm tâm này. Này Tiện Nam, nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ nói về vấn đề đó. Lúc ấy Bồ Tát Tâm Vương bạch Đức Phật: Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin lắng nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Tâm Vương: trăm ngàn thì gọi là một câu lê gọi là một bất biến, bất biến gọi là một na do tha gọi là một tỳ bà la, tỳ bà la gọi là một tát, tát tát gọi là một lai, la lai gọi là một thắng, thắng thắng gọi là một phục thứ gọi là một a bà la gọi là một đắc thắng gọi là một phân giới, phân giới tên là một sung mãn, sung mãn gọi là một lượng, lượng lượng gọi là một giải, giải gọi là một thứ giải gọi là một ly dục, ly dục gọi là một xả, xả gọi là một tụ, tụ gọi là một thông, thông gọi là một tầng thân gọi là một võng, võng gọi là một chúng lưu gọi là một xuất, xuất gọi là một phân, phân gọi là một phân biệt gọi là một sân, sân gọi là một trì, trì gọi là một bất điên đảo gọi là một bất phan gọi là một chánh, chánh gọi là một tuệ, tuệ gọi là một đệ nhất gọi là một giác, giác gọi là một tỳ già đố gọi là một cựu cao, một cực cao gọi là một diệu, diệu gọi là một la bà gọi là một ha lê bà gọi là một giải thoát gọi là một hoàng, hoàng gọi là một alena gọi là một nhân, nhân gọi là một hiền giác gọi là một minh tướng gọi là một ma lâu đà gọi là một nhẫn gọi là một chi, chi gọi là một ma lâu ma gọi là một đẳng gọi là một ly nghi, ly nghi gọi là một chủng, chủng gọi là một bất phóng dật gọi là một ma la đa gọi là một động, động gọi là một đáo, đáo gọi là một thuyết, thuyết gọi là một bạch, bạch gọi là một liễu biệt gọi là một cứu cánh. cứu cánh gọi là một thanh lương gọi là một a la, a la gọi là một triều, triều gọi là một du, du gọi là một kỳ la gọi là một vị, vị gọi là một nê la tên là một hí, hí tên là một tư la gọi là một tụ mạc gọi là một di la gọi là một kiên cố gọi là một phong, phong gọi là một mãn, mãn gọi là một bất khả xương lượng, bất khả xương lượng gọi là một căn, căn gọi là một vi tế, vi tế gọi là một liên hoa gọi là một ma gia bà gọi là một bất khả độ gọi là một e lâu gọi là một ngữ ngữ gọi là một kiếp, kiếp gọi là một bài bà gọi là một dán gọi là một vô dán gọi là một ly cấu gọi là một thật thắng gọi là một di la phú gọi là một già ma la gọi là một pháp gọi là một ba la ma đà gọi là một quyết định gọi là một lưu chuyển gọi là một quảng thuyết gọi là một vô tận gọi là một đẳng chân thật gọi là một
vô ngã gọi là một A Bàn Đà. A Bàn Đà gọi là một thiên lân thanh liên hoa. Thanh liên hoa gọi là một số. Số số gọi là một thú. Thú thú gọi là một thọ. Thọ thọ gọi là một A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ gọi là một A Tăng Kỳ chuyển. A Tăng Kỳ chuyển, A Tăng Kỳ chuyển gọi là một vô lượng. Vô lượng gọi là một vô lượng chuyển. Vô lượng chuyển gọi là một vô phân tề. Vô phân tề gọi là một vô phân tề chuyển. Vô phân tề chuyển gọi là một vô châu biến. Vô châu biến gọi là một vô châu biến chuyển. Vô châu biến chuyển gọi là một vô số chuyển. Vô số chuyển gọi là một bất khả xứng. Bất khả xứng gọi là một bất khả xứng chuyển. Bất khả xứng chuyển gọi là một bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì gọi là một bất khả tư nghì chuyển. Bất khả tư nghì chuyển gọi là một bất khả lượng. Bất khả lượng gọi là một bất khả lượng chuyển. Bất khả lượng chuyển gọi là một bất khả thuyết. Bất khả thuyết gọi là một bất khả thuyết chuyển. Bất khả thuyết chuyển gọi là một bất khả thuyết chuyển chuyển. Bây giờ Đức Thế Tôn vị Bồ Tát Tam Vương nói bài tụng rằng: chẳng thể dùng lời nếu bày hết, tất cả đầy tràn chẳng nói hết, chẳng thể nói hết trong các kiếp, nói bằng lời chẳng thể cùng tận, chẳng thể nói hết các cõi Phật, làm nát tất cả thành vi trần, đều ở trong mỗi một hạt bụi, vừa nói tất cả chẳng nói hết. Ở trong một niệm có khả năng nói chẳng thể nói các thế giới, trong nhiều kiếp chẳng thể nói hết, niệm niệm tứ lớp mà diễn nói. Chẳng thể nói kiếp còn thể cùng, mà chẳng thể nói chẳng thể tận, đều ở trong mỗi một vi trần, phân biệt diễn nói chẳng thể nói. Chẳng thể nói kiếp còn thể cùng, mà chẳng thể nói chẳng thể tận, trong vi trần chẳng thể ngôn thuyết, đều có chẳng thể nói chúng sinh, đều chung khen ngợi Đức Phổ Hiền, mà còn chẳng thể khiến cùng tận. Giả sử ở đầu một sợi lông có nhiều Phổ Hiền chẳng thể nói, ở đó tất cả các Phổ Hiền nói chẳng thể tận, như ở đầu nhỏ một sợi lông, mười phương thế giới cũng như vậy, ở đó nơi đầu mỗi sợi lông đặt chẳng thể nói các cõi Phật. Đầu lông đo lường hết hư không mà nói cõi Phật chẳng thể tận, ở trong đường mỗi sợi lông chủng loại không lường các cõi Phật, có chẳng thể nói những loại đồng, cũng có chẳng thể nói loại khác. Ở đó trong đường mỗi sợi lông có chẳng thể nói cõi Phật tịnh, dùng chẳng thể nói đồ trang nghiêm những cõi Phật nơi đó. Ở đó trong đường mỗi sợi lông diễn ra văn tự chẳng thể nói, ở đó mỗi một những văn tự rộng nói vô lượng danh hiệu Phật, mỗi một Như Lai tự trong thân biến hóa lỗ lông chẳng thể nói, ở đó trong mỗi lỗ chân lông sinh ra sắc khác chẳng thể nói, mỗi một sắc khác đó ở trong phóng ánh sáng diệu chẳng thể nói, mỗi một ánh sáng đó ở trong mọc hoa sen báu chẳng thể nói, ở mỗi hoa sen báu mọc lên đều có cánh báu chẳng thể nói, ở trong mỗi một cánh hoa sen có sắc vi diệu chẳng thể nói, trong mỗi diệu sắc của cánh sen sinh ra hoa sen chẳng thể nói, ở trong mỗi một những hoa sen phóng ra ánh sáng chẳng thể nói, mỗi một ánh sáng đó ở trong sinh ra trăng sáng chẳng thể nói, ở trong mỗi một những vầng trăng lai sinh trăng sáng chẳng thể nói, rồi ở trong mỗi một vầng trăng phát ra tịnh quang chẳng thể nói, mỗi một ánh sáng đó ở trong sinh nhật tịnh minh chẳng thể nói, mỗi một mặt trời đó ở trong phát ra chẳng thể nói sắc đẹp, mỗi một sắc đẹp đó ở trong sinh ra sáng tịnh chẳng thể nói, ở trong mỗi tịnh diệu quang minh hiện chẳng thể nói tòa sư tử, chẳng thể nói hết đồ trang nghiêm, sinh ra tịnh quang chẳng thể nói, mỗi một ánh sáng đó ở trong sinh ra chẳng thể nói sắc khác, mỗi một sắc khác đó ở trong sinh ra chẳng thể nói báu đẹp, ở trong mỗi một báu tịnh minh hiện chẳng thể nói, chẳng thể nói như tu di kho báu kim cương mà trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ, mỗi tu di báu đó ở trong có chẳng thể nói, chẳng thể nói ví diệu đặc thù cõi Thế Tôn mà trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ. Như thế một núi tu di báu, tất cả tu di cũng như vậy, đều có chẳng thể nói không lường các cõi Phật thanh tịnh đầy đủ, chẳng thể nói đó đều là chẳng thể nói biệt phân, bao gồm không thể nói ngôn ngữ, ánh sáng chẳng thể nói phát sinh,
Ở trong mỗi một ánh sáng đó sinh ra chẳng thể nói Thế Tôn. Tất cả những Đức Như Lai đó nói chẳng thể nói kệ thanh tịnh. Kệ đó ở trong từng niệm niệm nói chẳng thể nói đế chân thật. Thì hiện tất cả đến vị Lai, trí tuệ Như Lai không tận cùng. Ở mỗi một Đức Như Lai đó phát chẳng thể nói âm thanh phạm. Ở trong mỗi một phạm âm đó chuyện chẳng thể nói tịnh pháp luân. Ở trong mỗi một pháp luân đó mưa xuống chẳng thể nói những kinh. Ở mỗi một kinh pháp đó chẳng thể nói các pháp phân biệt. Ở trong mỗi một những pháp đó nói chẳng thể nói thêm những pháp. Lại nữa ở trong các pháp đó nói chẳng thể nói chúng sinh đường. Là ở trong mỗi một đường lông chẳng thể nói kiếp nói chánh pháp. Như thế ở đầu một sợi lông tất cả mười phương cũng như vậy. Tâm vô ngại chẳng thể nói kể biến hóa chư Phật chẳng thể nói. Mỗi một hóa thân Đức Như Lai sự biến hóa ra chẳng thể nói. Những sự biến hóa của Thế Tôn đi khắp cõi Phật chẳng thể nói. Chẳng thể nói hết phân thân biến hóa có trang nghiêm đủ loại sắc đẹp. Chẳng thể nói thế giới Thế Tôn phân biệt tất cả những chúng sinh, thanh tịnh tất cả loài chúng sinh, độ tới tất cả những quần sinh. Trang nghiêm chẳng thể nói, xuất thần thành tựu chẳng thể nói, thanh tịnh tự tại chẳng thể nói, ứng hiện chẳng thể nói chúng sinh, thần lực tự tại chẳng thể nói, cảnh giới trí tuệ chẳng thể nói, giữ thần lực chẳng thể nói hết. Chuyện khắp thế gian khiến thanh tịnh chẳng thể nói pháp tịnh phương tiện, chẳng thể nói những kinh điển. Ở trong mỗi một những kinh điển gồm chẳng thể nói pháp Thế Tôn. Ở trong mỗi một tịnh pháp đó nói chẳng thể nói pháp chân chánh. Ở trong mỗi một những pháp đó chẳng thể nói pháp quyết định thành. Ở trong mỗi pháp quyết định đó nói chẳng thể nói chúng sinh nương. Chẳng thể nói hết chúng loại pháp. Chẳng thể nói hết chủng loại tâm. Chẳng thể nói loại chẳng phải pháp. Chẳng thể nói loại chẳng phải tâm. Chẳng thể nói loại chẳng phải lời. Chẳng thể nói loại chẳng phải căn. Đó đều có thể trong một niệm giáo hóa chẳng thể nói chúng sinh. Chẳng thể xưng nói lực tự tại, ứng hiện chẳng thể nói chúng sinh. Khi hóa đại chúng, chẳng thể nói, hoặc có loại đồng, loại chẳng đồng. Bồ Tát đều phân biệt biết hết. Các người giỏi toán chẳng tính thông, Bồ Tát ở đầu một sợi lông, an trí cõi Phật chẳng thể nói. Hoặc cõi rộng hẹp hoặc rất nhỏ, tình uế không lường chẳng thể nói. Ở trong mỗi một cảnh Phật đó, có nhiều cõi Phật chẳng thể nói. Bồ Tát đều phân biệt biết hết. Chẳng thể nói như vậy cõi Phật. Đầu sợi lông đặt vô số cõi mà trong đó chẳng bị dồn nén. Đầu lông nhỏ cũng chẳng lớn lên, chứa hết các cõi Phật cao rộng, chẳng khiến các cõi Phật tạp loạn, hình tướng như cũ vẫn không khác. Một cõi Phật có vô lượng cõi, tất cả cõi Phật cũng như vậy. Chỗ đầu sợi lông đều chứa lấy vô lượng những cõi như hư không. Hình tướng cõi Phật chẳng thể nói. Ở đầu sợi lông đều khác nhau, vào ở trong đường một mảy lông, lần lượt vào hết chẳng thể nói. Đường lông bao gồm chẳng thể nói, đường lông cũng không bị đầy hết. Thứ lớp kiếp vào chẳng thể nói, cũng bao gồm cả chẳng thể nói. Chủng loại phương tiện chẳng thể nói, đồ thất chẳng thể nói chúng sinh, gồm cả đầy đủ phương tiện đó, chẳng thể nói cảnh giới không lường. Bồ Tát thâm nhập chẳng thể nói, gọi là thâm nhập chẳng thể nói. Rộng sâu ý căn chẳng thể nói, đi khắp các phương chẳng thể nói, dũng mãnh tinh tấn chẳng thể nói, chẳng thể nói đầy đủ tự tại, chẳng thể nói những đại nguyện kia, chẳng thể nói công đức đạt được, chẳng thể nói những cảnh giới ấy, chẳng thể nói đạt được các độ, nghiệp thân Bồ Tát chẳng thể nói, nghiệp miệng thanh tịnh chẳng thể nói, chẳng thể nói nghiệp ý sạch trong, giải thoát thanh tịnh chẳng thể nói, chẳng thể nói trí tuệ thanh tịnh. Ví dụ đặc biệt chẳng thể nói, phương tiện thâm nhập chẳng thể nói diệt tan nghi hoặc, dụng mạnh tinh tấn chẳng thể nói vào pháp chân chánh, chẳng thể nói tám muội sâu xa, rút rễ bờ kia chẳng thể nói tất cả chúng sinh, chẳng thể nói tất cả cõi Phật, chẳng thể nói các thân chúng sinh, hy vọng chúng sinh chẳng thể nói, nghiệp báo của họ chẳng thể nói biết dục chúng sinh, biết tánh chúng sinh chẳng thể nói. Chẳng thể nói phân biệt chúng sinh, ứng hóa cho họ chẳng thể nói. Tùy chỗ xuất xứ chẳng thể nói, chẳng thể nói tùy đường phương tiện,
Những người ra khỏi chẳng thể nói trí tuệ cao thượng, đường phương tiện đó chẳng thể nói những điều nói trên, khi chuyển tất cả chẳng thể nói. Đại từ bi thành tựu như vậy, lợi ích tất cả những thế gian. Ứng hiện sắc thân chẳng thể nói du hành cõi Phật. Trí tuệ Bồ Tát rất sáng suốt, thế chẳng thể nói Phật mười phương. Hỏi về chánh pháp chẳng thể nói ứng đáp Thế Tôn. Ứng hiện sắc tướng chẳng thể nói du hành các phương. Đi đến cõi Phật chẳng thể nói tự tại hiện ra, do chẳng thể nói các sắc tướng. Đến chẳng thể nói chỗ Thế Tôn, dùng chẳng thể nói đồ dân cúng, cúng dường chẳng thể nói Thế Tôn. Chẳng thể nói hết báu thanh tịnh, nhiều hoa báu đẹp chẳng thể nói. Chẳng thể nói hết vòng hoa đẹp, cúng dường tối tháng chẳng thể nói. Lòng rất tinh đó chẳng thể nói, cũng chẳng thể nói giải thoát thanh tịnh, hy vọng chính trực chẳng thể nói, cung kính cúng dường chúa Thế Tôn. Thành tựu tâm trí chẳng thể nói quá khứ tâm trí, tu hành bố thí chẳng thể nói thí hết ngoài trong, chẳng thể nói cấm giới thanh tịnh, chẳng thể nói lòng tin trong sạch, khen ngợi tối thắng chẳng thể nói, yêu thích diệu pháp chẳng thể nói, đầy đủ các nhẫn chẳng thể nói, hiểu đó vô sinh chẳng thể nói, thành tựu tịch diệt chẳng thể nói, trụ địa tịch diệt chẳng thể nói tinh tấn đầy đủ, diệu tâm quá khứ chẳng thể nói, lòng không thoái chuyển chẳng thể nói, lòng nhẫn nhục chẳng thể xương lường, tất cả thiền tạng chẳng thể nói, quán sát các pháp chẳng thể nói, tịch tỉnh định ý chẳng thể nói, rõ biết các thiền chẳng thể nói, tuệ ba la mật chẳng thể nói tam bội thành tựu, quyết định giải thoát chẳng thể nói, chẳng thể nói chư Phật rốt cùng, chẳng thể nói hành môn Bồ Tát, đầy đủ các nguyện chẳng thể nói, cảnh giới trí chẳng thể nói hết, chẳng thể nói pháp môn thanh tịnh, chẳng thể nói những pháp lực đó, chẳng thể nói trụ pháp sạch trong, chánh niệm Bồ Tát chẳng thể nói, các pháp giới đó chẳng thể nói. Chẳng thể nói trí tuệ tu hành, giải học trí tuệ chẳng thể nói, chẳng thể nói hết trí tuệ thân, giữ vững trí tuệ chẳng thể nói, chẳng thể nói hết tịnh pháp luân, trí tuệ pháp đó chẳng thể nói, cũng chẳng thể nói hết mây diệu pháp, mưa diệu pháp đó chẳng thể nói, chẳng thể nói những sức thần thông, hiệu pháp phương tiện chẳng thể nói, có thể từng niệm niệm ở trong, hiểu rõ pháp giới chẳng thể nói, chẳng thể nói hồi hướng thành tựu, ở trong từng niệm du hành khắp, chẳng thể nói biến cõi Thế Tôn, để đến chẳng thể nói chỗ Phật, phân biệt chẳng thể nói cõi Phật, chẳng thể nói đầy đủ trang nghiêm thanh tịnh chẳng thể nói sắc đẹp sạch trong, đủ thứ màu sắc chẳng thể nói những vật trang nghiêm, cõi Phật thanh tịnh chẳng thể nói cõi Phật bất tịnh, hiểu rõ chúng sinh chẳng thể nói các cõi chúng sinh, các nghiệp báo đó chẳng thể nói các nghiệp chúng sinh, chẳng thể nói đủ thứ các căn, hư vọng chúng sinh chẳng thể nói các tánh chúng sinh, dục lạc chúng sinh chẳng thể nói, uy nghi chúng sinh chẳng thể nói phiền não chúng sinh thanh tịnh chẳng thể nói điều phục chúng sinh, thần lực Bồ Tát chẳng thể nói sự biến hóa thân, thuận theo các hành chẳng thể nói độ tác chúng sinh, thể hiện tự tài chẳng thể nói phóng quang minh lớn, ánh sáng diệu sắc chẳng thể nói khiến tịnh chúng sinh ở trong mỗi một đầu lông đó phóng, chẳng thể nói ánh quang minh sắc lưới quang minh chẳng thể nói soi chẳng thể nói cõi Thế Tôn, dũng mãnh tinh tấn chẳng thể nói thành tựu vô úy, tam muội tịch tỉnh chẳng thể nói điều phục thế gian, chẳng thể nói thân nghiệp thanh tịnh, chẳng thể nói khẩu nghiệp sạch trong, chẳng thể nói ý nghiệp vô lượng, chẳng thể nói thắng hạnh thanh tịnh, thành tựu trí báu chẳng thể nói vào trong pháp giới, các đà la ni chẳng thể nói, bồ tát học thành chẳng thể nói, âm thanh thanh tịnh chẳng thể nói trí tuệ biết tiếng, chân thật chánh niệm chẳng thể nói biết tiếng chúng sinh, hành động bồ tát chẳng thể nói chẳng thể nói chánh giác thanh tịnh,
Lìa chẳng thể nói sự khủng bố. Địa vực chẳng thể nói thế gian. Chẳng thể xưng nói chân Phật tử. Chẳng thể nói hạnh kia trong sạch. Khen ngợi Phật tử chẳng thể nói. Muốn chẳng thể nói tận rốt cùng. Các đạo sư chẳng thể xưng nói. Chẳng thể nói Bồ Tát khen ngợi. Những Bồ Tát đó chẳng thể nói. Chẳng thể nói công đức trong sạch. Những giới hạn đó chẳng thể nói. Chẳng thể nói an trụ theo độ. Tùy theo trí tuệ chẳng thể nói. Chẳng thể nói kiếp chẳng thể nói. Chẳng thể nói ưa thấy Thế Tôn. Nuôi lớn trí tuệ chẳng thể nói. Chẳng thể nói chánh pháp giải thoát. Chẳng thể nói chánh pháp lìa nghi. Chẳng thể nói ba đời chánh quán. Trí tuệ ba đời chẳng thể nói. Chẳng thể nói về số lượng ấy. Sinh ra trí tuệ chẳng thể nói. Chẳng thể nói thắng hạnh Bồ Tát. Các nguyện khác nhau chẳng thể nói. Chẳng thể nói các nguyện thanh tịnh đầy đủ Bồ đề chẳng thể nói. Chẳng thể nói giác ngộ của Phật phát sinh trí tuệ chẳng thể nói. Chẳng thể nói phân biệt chân thật biết tất cả pháp chẳng thể nói. Chẳng thể nói quả Phật thanh tịnh các lực tu hành chẳng thể nói. Sự tu tập đó chẳng thể nói. Một điểm khai ngộ chẳng thể nói. Thuyết giảng chánh pháp chẳng thể nói. Tường thuật của Phật chẳng thể nói. Chẳng thể nói thân tâm hoan hỷ. Chẳng thể nói hiện ở thế gian. Chuyển chẳng thể nói diệu pháp luân. Lìa chẳng thể nói những sợ hãi. Nó chẳng thể nói pháp chân chánh. Độ tha chúng sanh chẳng thể nói. Tất cả kiếp chẳng thể nói hết. Khen ngợi những công đức Bồ Tát. Những đại kiếp đó còn chấm dứt. Khen ngợi công đức chẳng thể hết. Với chư Như Lai chẳng thể nói. Đều có vô lượng căn thanh tịnh. Chẳng thể nói kiếp thường khen ngợi. Công đức Như Lai vẫn chẳng hết. Các chúng sinh tất cả mười phương đều cùng một lúc thành chánh giác. Những chánh giác đó đều có được. Chẳng thể kể nói thân tịnh diệu. Mỗi một thân tịnh diệu đó có. Chẳng thể kể nói đầu Như Lai. Mỗi một đầu Như Lai đó có. Lưỡi rộng dài chẳng thể nói hết. Mỗi lưỡi rộng dài đó phát xuất thanh tịnh diệu âm thấy không lường. Dù mỗi âm thanh vi diệu ấy chẳng thể nói kiếp khen Thế Tôn. Chẳng thể xưng nói tất cả kiếp tuyên dương khen ngợi công đức Phật. Chẳng thể nói kiếp còn thể tận khen công đức Phật không nhỏ. Có chẳng thể nói cõi Thế Tôn. Ở trong mỗi một cõi Phật đó đều có vô lượng cõi hiền thủ. Trong thế giới Như Lai hiền thủ có chẳng thể nói cõi Thế Tôn. Tất cả các giới không còn xác. Tất cả những vi trần trong đó. Ở trong mỗi một vi trần đó chẳng thể nói cõi đang thành hoại. Ở trong mỗi một vi trần đó đặt vào chẳng thể nói cõi Phật. Lại đặt biển cõi chẳng thể nói. Phân biệt loại phương chẳng thể nói. Ở trong mỗi cõi Phật đó chẳng thể nói kể hết các Thế Tôn. Thọ mạng của chư Như Lai đó các đại kiếp chẳng thể nói hết. Tu hành của Phật chẳng thể nói. Chẳng thể nói diệu pháp chân chánh. Uy thần đạo lực chẳng thể nói. Chẳng thể nói trí lìa chướng ngại. Trí tuệ vi diệu chẳng thể nói. Chẳng thể nói cảnh giới sâu xa. Công đức mười lực chẳng thể nói. Chẳng thể nói Bồ đề Thế Tôn. Tham nhập thanh tịnh chẳng thể nói. Chẳng thể nói pháp giới thanh tịnh. Kho trí tuệ đó chẳng thể nói. Chẳng thể nói công đức phân biệt Bồ Tát chính tùy thuận tất cả. Chẳng thể nói hồi hướng đầy đủ. Các hồi hướng phân biệt không lường. Hồi hướng tất cả thầy dẫn đường. Chẳng thể nói hết những đại kiếp. Các tam muội chánh thọ nhất tâm. Ở chẳng thể nói chỗ chư Phật. Tu tập thanh tịnh chẳng thể nói. Được chẳng thể nói tâm vô ngại. Du hành các cõi khắp mười phương. Sự nghiệp tu tập chẳng thể nói. Chẳng thể nói ứng hiện xuất thần. Phân biệt cõi Phật chẳng thể nói. Chẳng thể nói chư Phật hiện tiền. Dũng mãnh tinh tấn chẳng thể nói. Chẳng thể nói trí tuệ đạt được. Chưa từng lìa khỏi một chỗ ngồi mà đi khắp các cõi mười phương. Những đại kiếp chẳng thể nói kể nói. Đi khắp các cõi Phật mười phương. Trí tuệ phương tiện chẳng thể nói. Chẳng thể nói trí tuệ chân thật. Chuyển chẳng thể nói trí tuệ tịnh. Chẳng thể nói niệm niệm hiện ra. Ở trong những mỗi một ngôn ngữ hiểu chẳng thể nói trí tuệ Phật. Ở trong một lúc được giác ngộ hoặc giác ngộ trong các thời gian. Vào những đầu lông chẳng thể nói. Vào chẳng thể nói chỗ nhỏ hơn.
thấy tánh đặc thù chẳng thể nói, thấy chẳng thể nói, chư Thế Tôn, mỗi một phương tiện chẳng thể nói, tùy thuận dõi vào các tánh Phật, chẳng thể nói tánh các cõi Phật, đều thuận theo vào Bồ Đề hết, chẳng thể nói pháp giới chẳng hoại, cõi Phật chúng sinh chẳng thể nói, bao trùm ba đời chẳng thể nói, chẳng thể nói Bồ Tát tận cùng. Phẩm 26 tuổi thọ. Bây giờ Đại Bồ Tát Tâm Vương bảo các Bồ Tát rằng: Này Phật tử, một kiếp của cõi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà này đối với cõi Đức Phật A Di Đà ở thế giới An Lạc là một ngày đêm. Một kiếp ở thế giới An Lạc đối với cõi Phật Kim Cang ở thế giới Thánh Phục Tràng là một ngày một đêm. Một kiếp của thế giới Thánh Phục Tràng đối với cõi Đức Phật Thiện Lạc Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phô ở thế giới Bất Thoái Chuyển Âm Thanh Luân là một ngày một đêm. Một kiếp của thế giới Bất Thoái Chuyển Âm Thanh Luân đối với cõi Phật Pháp Tràng ở thế giới Ly Cấu là một ngày một đêm. Một kiếp của thế giới Ly Cấu đối với cõi Đức Phật Sư Tử ở thế giới Thiện Đăng là một ngày một đêm. Một kiếp của thế giới Thiện Đăng đối với cõi Đức Phật Lô Xá Na Tạng ở thế giới Thiện Quang Minh là một ngày một đêm. Một kiếp của thế giới Thiện Quang Minh đối với cõi của Đức Phật Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phô Liên Hoa ở thế giới Siêu Xuất là một ngày một đêm. Một kiếp của thế giới Siêu Xuất đối với cõi của Đức Phật Nhất Thiết Quang Minh Minh ở thế giới Trang Nghiêm Tuệ là một ngày một đêm. Một kiếp của thế giới Trang Nghiêm Tuệ đối với cõi Đức Phật Giác Nguyệt ở thế giới Cảnh Quang Minh là một ngày một đêm. Này Phật tử, cứ theo thứ lớp như vậy cho đến trăm vạn A Tăng Kỳ thế giới, một kiếp của thế giới tối hậu đối với cõi Đức Phật Hiền Thủ ở thế giới Thắng Liên Hoa là một ngày một đêm. Bồ Tát Phổ Hiền với các vị Đại Bồ Tát ở cấp trong đó. Phẩm 27 trụ xứ của Bồ Tát. Bây giờ Đại Bồ Tát Tâm Vương lại bảo các Bồ Tát: Này các Phật tử, phương Đông có trụ xứ của Bồ Tát tên là Tiên Nhân Khởi Sơn, mà các vị Bồ Tát ở đời quá khứ thường trụ ở đó. Hiện nay ở đó có vị Bồ Tát tên là Kim Cang Thắng, ở trong đó với 300 Bồ Tát quyến thuộc. Bồ Tát ấy thường vì họ thuyết pháp. Phương Nam có trụ xứ của Bồ Tát tên là Thắng Lâu Cát Sơn, mà các vị Bồ Tát ở đời quá khứ thường ở đó. Hiện nay ở đó có vị Bồ Tát tên là Pháp Tuệ, có 500 Bồ Tát quyến thuộc. Bồ Tát ấy thường vì họ thuyết pháp. Phương Tây có trụ xứ của Bồ Tát tên là Kim Cang Diệm Sơn, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Hiện nay ở đó có Bồ Tát tên là Vô Úy Sư Tử Hạnh, có 300 Bồ Tát quyến thuộc. Bồ Tát ấy thường vì họ thuyết pháp. Phương Bắc có trụ xứ của Bồ Tát tên là Hương Tụ Sơn, mà các Bồ Tát đời quá khứ thường ở trong đó. Hiện nay ở đó có Bồ Tát tên Hương Tượng, có 3.000 Bồ Tát quyến thuộc. Bồ Tát ấy thường vì họ thuyết pháp. Phương Đông Bắc có trụ xứ của Bồ Tát tên là Thanh Lương Sơn, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Hiện nay ở đó có Bồ Tát tên là Văn Thù Sở Lợi, có 1.000 Bồ Tát quyến thuộc. Bồ Tát ấy thường vì họ thuyết pháp. Phương Đông Nam có trụ sở của Bồ Tát tên là Chi Kiên Cố, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Hiện nay ở đó có Bồ Tát tên là Thiên Quang, có 1.000 Bồ Tát quyến thuộc. Bồ Tát ấy thường vì họ thuyết pháp. Phương Tây Nam có trụ sở của Bồ Tát tên là Thọ Đề Quang Minh, mà các vị Bồ Tát ở quá khứ thường trụ ở đó. Ở đó hiện có Bồ Tát tên là Hiền Thủ, có 3.000 Bồ Tát quyến thuộc. Vị Bồ Tát ấy thường vì họ thuyết pháp. Phương Tây Bắc có trụ xứ của Bồ Tát tên là Hương Phong Sơn, mà các vị Bồ Tát thời quá khứ thường trụ ở đó. Ở đó hiện có Bồ Tát tên là Hương Quang Minh, có 5.000 Bồ Tát quyến thuộc. Bồ Tát ấy thường vì họ thuyết pháp. Trong bốn biển lớn có trụ xứ của Bồ Tát tên là Chỉ Đát, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Ở đó hiện có vị Bồ Tát tên là Đàm Vô Yết, có 1.200.000 Bồ Tát quyến thuộc. Bồ Tát ấy thường vì họ thuyết pháp. Trong biển có trụ xứ của Bồ Tát tên là Công Đức Trang Nghiêm Quật, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Phía nam thành Tỳ Xá Ly có trụ xứ của Bồ Tát tên là Thiện Trụ,
mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Ấp Ba Liên Phất có trụ xứ của Bồ Tát tên là Kim Đăng Tăng Già La, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Nước Mayula có trụ xứ của Bồ Tát tên là Trưởng Dũng Công Đức, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Nước Câu Trần Na Gia có trụ xứ của Bồ Tát tên là Pháp Tòa, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Nước Thanh Tịnh Biển Ngạn có trụ xứ của Bồ Tát tên là Mâu Chân Đà La Công Đức, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Bên trong đất phong có trụ xứ của Bồ Tát tên là Vô Ngại Long Vương Tạo Lập Ra, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Nước Cam Lồ có trụ xứ của Bồ Tát tên là Tối Thượng Từ, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Nước Đất nước Chân Đán có trụ xứ của Bồ Tát tên là Na La Diên Sơn, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Đất nước Biên Di có trụ xứ của Bồ Tát tên là Ngưu Đầu Sơn, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Đất nước Kế Tán có trụ xứ của Bồ Tát tên là Uất Đề Thi Sơn, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Thành Nang Đề Bạt Đà Na có trụ xứ của Bồ Tát tên là Tế La Phù A, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Nước Am Phù Lê Ma có trụ xứ của Bồ Tát tên là Chính Trị Tà Khúc, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Nước Càng Đa La có trụ xứ của Bồ Tát tên là Tịch Tỉnh Quật, mà các vị Bồ Tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển 29 hết.